FPL để Let's Rock với Bát nó đốt đau lắm. Thậm chí là không farm nổi luôn. NC Legend Commander. Như vậy là bên phía team GG họ chơi với Ace cầm Legend Commander rồi. Ace chạy bộ lên top tiếp à? Dawnbreaker TP xuống bot à? Sai. Tuyệt vời. Ai ôi, chúng tôi. Ơi, mất nối dây. Một tiếng hard skin anh ta fail. Trời ơi, hard skin. Rõ ràng là nói gì thì nói thì con DC này nó cũng sẽ có một chút lợi thế hơn. Rồi lại khi xuống lên là khi đủ đam hay không đây, đóng băng đủ đam. Cái liêu cái đi đối phương và Tofu đã xuất hiện thế này rồi. Một cái tình huống Chai Len như thế này thì Gladiator vẫn có thể đánh nhau. Ơ, không nhìn thấy Tofu. Bây giờ mới nhìn thấy rồi, Tofu chắc chắn nó sẽ đóng cóc trước. Đối làm sao thì 2.000 tiền rồi cho bên phía Gladiator. Các bạn nghĩ do vì sao mà CM anh ta xuất hiện trở lại này? Quá à mặt. Hai thằng trong vòng 5 phút đầu tiên level 1. Bát Rider chuyển sang toàn rừng, LC chạy bộ vào nhìn thấy lát hit hai con creep. Bát Rider chạy tiếp. Tiếp tục đang vẫn là những cái màn nó quan trọng là cả Bát Rider và cả LC đều là co nhá. Vâng, nhưng mà Ace ở đây về nhà anh không vấn đề gì. Ui, luôn. Ui, Grim Coin 4 người. Over của mình off trong vòng vừa rồi, cộng thêm Grim Coin được 3 người thôi. Nhưng Lim anh ta cũng không chết. Chưa có thành viên nào phải nằm lại trong tình huống combat rất đầy lửa này cả. Baxu cuối cùng có được cái bảng rồi. S4 của em là sẽ bị ngàn 100%. S4 trông di chuyển là không có giày, chính xác là không có giày. Thế sao giờ em gần như là thế hoàn toàn rồi. Bắt chết được một cái go của đối phương. Trong giải quyết vấn đề này thì quyết định là còn những hôm canh của Lim. Lim qua có đúng là cái CM. Có một cái Google kèm cho nó là siêu thắng thế từ Diatio. Bất xu vị trí ở đây, ta không còn Kai nữa. Có thêm cảm tình đấu Grim Coin được 2 người, 3 người. Ulti xuống một Dawnbreaker nhưng Bắc gần chết rồi. Bắc đổi mạng thành công với Nick Assassin. Seri cố gắng tung ra một tiếng ulti nhưng có vẻ như là không đủ đam. AC chuyển tái, ta sẽ đi vào vị trí của ai đây. Diatio anh ta vẫn còn rất khỏe ở trong vị trí này. Aqua anh ta tung ra một tiếng Flash Hoa Phỉu. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ với cái liễu mạng đây. Bây giờ là quay ngược trở lại không, Lim anh ta quyết định dí double kill cho Lim. Lật kèo ra cho bên phía Liverpool squad chẳng. Có quát, có hook shot. Có quát của Liverpool squad. Bằng lao ra và ngay lập tức là Grim Coin, hook shot cực kỳ chính xác của Tofu. Gói vào cóc không thể chính xác hơn. Còn S4 chắc chắn anh ta sẽ nằm lại rồi, thậm chí là vẫn còn kịp sử dụng một tình huống ulti đến từ Ace. Không có. Radiant's top tower is under attack. Nhưng đây cũng là tự tìm cái chết đến với Nick Assassin. Mình dù vẫn đang có những phòng và đen tả. Tofu hơi cao rồi, đóng cóc luôn. S4 anh ta cũng lao vào những đó là tình huống Blink vào và Silent đôi, Dream Coin đôi. Bên phía team Full Squad họ dính Initiate quá hay của Park. Lim xuất hiện cùng với cả Hand Skin. Ace sắp bị đốt đến chết rồi nhưng Ace chạy được. Trong khi đó thì Aqua anh ta cũng lùi về được. Aqua còn rất thấp máu. Sẽ là con bắt 5 đánh 3. Thêm một lần Blink nữa. Thêm một lần Silent nữa. Và lần này đó là Lim. Vâng, Lim dính Star Break rồi. Và Lim dính cả Freezing Field của Celery ở đằng sau nữa. Lim lên bảng đếm số. Cuối cùng thì Full Squad họ vẫn là những người thua cuộc ở trong tình huống giao tranh này. GG tính toán cực kỳ chuẩn. Từng thi đấu quá hay. Đặt một cái cóc có dã man luôn. Phản ứng chậm. Đúng, phản ứng hơi chậm một chút. Nhưng vẫn dẫn 9.000 network. Chứng tỏ là không hiểu được là có cái tình huống ném bom xăng ra để cố gắng. Tức là cái vấn đề là tưởng có mắc một cầm rồi. Anh gặp tình cảm của vị trí có quát của đối phương luôn. Nhưng Boom có smoke không bị phát hiện rồi lại kéo. Ba duel liên tiếp của anh đều là những mạng của Pixu. Lại bị break smoke bởi con support của đối phương. Còn mẹ bong thang ra hay bật ngay. Vâng, bây giờ thì coi hai này. Tình huống mà bắt Pixu anh ta nằm lại và coi hai người. Tiếp tục sẽ là Solar Guardian được đẩy xuống Starbreaker combo của Diracio. Không có cơ hội dành cho Gun Squad trong tình huống giao tranh này rồi. Tiếp tục là tình huống đấm có slow và Lim anh ta nằm lại. Pixu cũng phải lên bảng luôn hay sao đây? Như vậy là Pixu anh ta buyback và bây giờ thì anh ta diebackvào Team White.
team White không mất một máu nào bên không phía không con gì luôn. Gaming Gladiator đã luôn một cái Gambling rồi. Bây giờ đây Aqua này, Aqua bật cho mình BKB nhưng BKB không thoát được ulti của Ace. Aqua trôi ngay trong tình huống này. Trận đấu thì đấu khá là tâm lý. Slay không stun được vào Crystal Maiden của Celebi. Durantium đã lao vào trong cứ điện của chúng như chỗ không người. Lasso gấp được Ace về rồi. Gấp đúng người cả lát. Như vậy là tình huống tạo tiền đề để Boomita lao vào sử dụng Link. Sử dụng cho mình đấy là Dream Coin. Và bên phía Team Moon Squad họ không còn sức để chống trả nữa rồi. Lượng item bây giờ là quá chênh lệch. Thoải mái trước khi bước vào hiệp thi đấu thứ hai. Đó là hiệp thi đấu quan trọng và quyết định hơn. Còn lại cái bớ mà rồi nhưng Astor có BKB bật lửa lên đốt ngược luôn. Các thành viên bên phía team GG họ đang phải lùi về đang bành trái. Solar Guardian gấp được Ace về rồi nhưng kịch bản lại lần nữa lặp lại vẫn là bắt lao vào. Nó vẫn là cái Solar Guardian được thả xuống vườn hand skin bây giờ bắt vào rồi. Aqua hết BKB và Aqua bây giờ sẽ sao đây? Aqua bị chúng ta breaker nhưng đó là tình huống mà bên phía team Good Squad họ chơi hay. Họ stun thành công vào Diracio. Ok luôn. Aqua thôi luôn. Được rồi trước. Nhưng ngay sau đó. Quả vừa rồi là bị lỗi. Dần. Bị lỗi. Ngày hôm nay đã có một team chơi Alchemist và giành chiến thắng cực kỳ dễ dàng. Vâng, Lime Stealer là sự lựa chọn bên phía team Good Squad. Đi lên nữa thấy là trông hơi ảo ảo rồi đấy. Lao thả ra bằng Titofu, Bạch Su trong kia. Lại là nó. Diracio trên top thì cứ thế này thôi. Quầy nhưng mà ngay lập tức sẽ có phản đòn đây. Ôi, từ từ đã, đây là ba thành viên của bên phía. Lại là Tofu, Tofu chúng ta lao vào, chúng ta có dây mana. Nhưng Diracio có lẽ là sẽ lấy bản Diracio không chết. Boom xuất hiện từ lúc nào mà Goon Squad không hay và Boom chúng ta lao ra với Astro Chef của mình. Suýt chút nữa là còn bắt được cả Bích Su nữa, nhưng liệu rằng Bích Su còn chết tiếp hay không vẫn đang là Tofu đuổi theo. Star Break. Việc gia tăng được thì chúng ta đã phá hủy. Bắt bỏ bây giờ này. Ăn mạng này là Hanskin. Trên này thì Tofu anh ta với cái việc mà anh ta chỉ cần đơn giản đẩy len rồi phải sử dụng Goon Coin cho một support rồi. Dồn chết được Tofu ở đây. Vâng, đưa ra xuống nhưng anh ta đang có form red. Hết form red luôn. Rune hết dành cho Lim. Oh, một tình huống giữ chân bằng Dream Coin nhưng quyết định chạy luôn đến từ vị trí của Diracio. Không chạy nữa rồi, không chạy nữa. Bây giờ là họ quyết định chơi. Không ném được vào đâu ai đây. Nhưng ở đâu đó thì Fake Su anh ta đã phải lên bảng rồi. Lại là một pha sử dụng Primer Raw và dứt điểm support đối phương. Hanskin kẹt lại giữa vòng vây các thành viên của bên phía team GG. Stampede được mở ra nhưng Hanskin vẫn phải nằm lại ở đây. Gachio chưa có form. Bật áp led lên nhưng có thả gạch để cover. Hồi rất nhiều máu ở đây. Về đấy không, tấp đám lên hay. Tấp đám lên thế. Cũng gặp. Bật tấp đám lên tiếp tục cái thế. Có form lại rồi và bây giờ thì gần như là sẽ không thể chết được. Nhưng bây giờ thì đang chém vào đầu của Felix Void. Như vậy là Void Spirit anh ta cũng không nằm lại trong tình huống này. Celery là người duy nhất bên phía team GG lên bảng tê tính đến hiện tại. Boom mình ta bay về được rồi. Nhưng có vẻ như là các thành viên của team GG họ đang yếu thế hơn chăng? Không, Solar Guardian chạy xuống rồi và Diracio anh ta được hồi máu. À, qua chui không? Ace ở đâu không đó? Không tắt được Amlet. Đây đang giới hiệu ứng skill 2 của con Dawnbreaker lại tắt được Amlet biểu diễn nhưng không bạn ơi. Vâng, ro thẳng vào đầu của Boom rồi, của Lim rồi và Lim lên bảng. Void Spirit của Boom đã có gậy xanh. Astro Step ngay lập tức xòe Pao ra và Hanskin. Oh, hook shot để di chuyển lùi về nhưng dính raw của Ace. Tạm biệt Hanskin ở đây. Chỉ luôn vào Centaur như vậy là Centaur của S4 cũng đã có Crimson Guard. Vâng, đâu đó thì Aqua anh ta được bừa vào đến từ vị trí của Boom. Thả gạch xuống và ngay lập tức S4 anh ta phải lên bảng. S4 blink vào nhưng S4 không kịp dậm stun. Bạch Su sử dụng cho mình Winter Curse vào người của Boom. Nhưng Diracio ta di chuyển quá nhanh để thoát ra cái phạm vi ảnh hưởng của Winter Curse. Và bay vào và tìm vị trí của Hanscan rồi. Có cả Ro luôn. Ui! Stun! Stun! Vâng, và bây giờ thì Diracio anh ta bay vào với lock con của mình. Lấy được mạng của Hanskin rồi.
một tình huống mà Winter Curse hay. Winter Curse giữ chân được Diracio. Bên phía Cool Squad họ là những người có được lượng sai. Ngay lập tức là một tình huống Boom Mega bay vào và khiến cho S4 bị lỡ trớn. Ôi Bắc. Ở đây thì Bắc dính Raw. Bắc dính tiếp cho mình cả gạch của Warlock nữa, nhưng nhờ có Aendis mà Bắc không nằm lại trong pha này. Aqua mở xong Rage và Aqua chạy về được. Hết Dreamcoin rồi. Nhưng bây giờ thì Aqua anh ta di chuyển ra cùng S4 và có được mạng của Tofu luôn. Tiếp tục một tình huống húc hay vào người của Celery, nhưng mà đặt cóp chồng. Không sao, Lee vẫn đang đuổi theo. Nhưng đâu đó thì Boom anh ta quay ngược trở lại và cố gắng bắt vào Hanskin. Nhưng Hanskin được hồi máu. Không có bất kỳ một cái phương án nào cả. Dreamcoin mở ra giữ chân được Boom. Tiếp tục là có sử dụng một tình huống Blink Stun. Nhưng Diracio ơi, bây giờ anh ta lao vào rồi, trông anh ta chặt chém kìa. Nhưng có hồi máu hay. Thế thì S4 lại là người phải nằm lại. Còn Lim thì sao? Lim đang ăn mình đi với face ship. Như vậy là Blink thành công, tiếp tục đẩy họ. Họ chỉ phán đoán thôi, đối phương đang ở trên 2 ra. Biết được điều là chém cái bát luôn. Xong anh S4 tự nhiên đang dành stun cho cái con kia. Thì anh S4 anh lại đi luôn vào. Thế này thì vượt trội hơn rất nhiều. Bật Bing Yemi để đuổi nhau như thế này luôn. Liệu rằng có tìm thấy được Aqua hay không? Đã tự Bing vào đầu rồi. Nhưng ở đây thì có Raw, có Solar Guardian. Solar Guardian đáp trúng và Ace có được mạng của Aqua trong pha này. Tiếp tục là đấy là tình huống có bát. Nhưng Lim anh ta về được với face ship thành công, né được cả gạch của Celery. Bắt lên bảng điểm số khá sớm. S4 tiếp tục ăn tìm như là bát 2 thì phải. Diracio anh ta đã có bát 2 rồi. Cố gắng làm điều gì đấy nhưng mà chắc cũng chả làm được gì có đâu. Có bát, có stun. Vâng, nhưng Boom anh ta cắn stick và anh ta độ thổ. Lượng đàn của Aqua cũng quá nhỏ, bay ngược trở lại và bắt Aqua luôn. 4 thành viên của Boom Squad nằm lại, có GG. Không cho đối phương phải nhả nữa rồi. GG. Gõ GG.